Thưa quý vị, những ngày này thì người dân thành phố Hồ Chí Minh đang phải khổ sở với tình trạng ngập đường vào chiều tối và tắc đường vào mỗi sáng đi làm. Điều này khiến người dân không khỏi bị ám ảnh mỗi khi phải ra đường. Trong khi đó thì các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp nào để giải quyết. Đây là hình ảnh của tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, quận Tân Bình được phóng viên VTC14 ghi hình vào lúc 7 giờ sáng nay. Tình trạng ùn tắc như thế này đã diễn ra liên tục hàng chục ngày gần đây. Mặc dù đây là tuyến đường rộng của thành phố với nhiều làn đường, tuy nhiên vẫn không đáp ứng được nhu cầu cho giao thông. Dạ, tại hôm qua mưa rồi nước nhiều quá, thành ra đường này nó bị ùn tắc về thường xuyên lắm. Bình thường người cũng đông lắm, đường này thường xuyên là bị kẹt xe. Những cầu vượt thép là nơi các xe tranh nhau để đi lên. Ai cũng mệt mỏi, khó chịu khi ở trong tình cảnh này. Muốn thoát khỏi cảnh kẹt xe, thế nên không ít phương tiện tràn lên vỉa hè để chạy. Hàng trăm xe máy phải chạy ra làn đường dành cho ô tô, nhưng vẫn chưa giảm tải được bao nhiêu. Từ ngày nào cũng kẹt xe, giờ cao điểm là sáng từ 7 giờ đến 8 giờ nó lên là kẹt xe liên tục. Không mưa cũng kẹt xe, mà mưa cũng kẹt xe. Nhất là giờ cao điểm là nó hay kẹt. Chứ trong này nó có 3 trường học nó đi ra, chắc cao điểm nó ra đó, nó hay bị kẹt. Khi mà kẹt xe thì em vẫn đi làm sớm hơn. Mọi khi thì mình canh cái giờ kẹt xe ra mình đi làm. Chứ bình thường ở đây kẹt xe là đi lên đường luôn. Theo Ban An toàn Giao thông thành phố, nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua là do số lượng xe đã tăng quá nhanh. Đến nay, cả ô tô và xe máy tại thành phố đã lên đến trên 7 triệu xe. Chưa kể, mỗi ngày có một lượng lớn xe tại các tỉnh lưu thông vào thành phố. Và kể từ đầu tháng 9, học sinh bắt đầu đi học trở lại. Lượng người cùng một lúc ra đường trong giờ cao điểm nhiều. Tình trạng xe ùn tắc kéo dài như thế này gây nhiều khó khăn đến đời sống của người dân khi đến nơi làm, học sinh đến trường. Quá mệt mỏi với tình trạng này, nhiều người chọn việc đi sớm hơn bình thường như là một biện pháp khắc phục. Thế nhưng điều này khiến các gia đình phải thay đổi thói quen và giờ giấc sinh hoạt, có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả làm việc.